rồi. Chỉ là may mình đi chơi gặp một cao thủ nhân à, hôm nay được bao nhiêu 9 sen thì 8 sen được 6 sen rồi, cũng đã 6 sen rồi, may quá. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhá. Anh em nào mà chơi vào chân cô thì cứ ăn non như mình là vậy, liền mấy ngày là cứ ăn đều đều thế là được. Hẹn gặp lại anh em nhé, anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Chào và tạm biệt.